Bye bye. Wow, cái này tặng tớ sao? Cảm ơn cậu nha, Ashley, cô nàng may mắn. Brenda, cô nàng siêu may mắn. Tất cả số tiền này cho tớ sao? Tóc của mình, ai đó giúp tớ với. Neil, anh chàng xui xẻo. Ashley, có chuyện gì sao? À, không có gì. Cậu uống soda đi. Cậu uống thử không nè? Thôi, cảm ơn. Soda của cậu mà. Được thôi, cảm ơn nha. Kỳ lạ, sao nó không có tác dụng nhỉ? Ồ, mình có muốn điều này đâu. Đoạn video này chắc chắn sẽ viral và được hàng nghìn lượt like. Mình thật may mắn. Ồ, bánh pizza của mình. Chào. Không cần đâu, vì cậu rất xinh đẹp nên tớ tặng cho cậu luôn đó. Cảm ơn cậu nhiều nha. Bạn đã đặt một phần pizza đúng không? Bạn được tặng thêm một phần nè. Và cả phần này nữa của bạn đây. Wow, mình thật là may mắn. Cảm ơn bạn. Pizza của mình, cảm ơn nha. Đưa tiền trước đây. Nhưng mà tớ không có tiền. Được thôi, cầm lấy. Đây là ba lô nè, cả mũ nữa. Đi kiếm tiền đi. Mình sẽ giữ chiếc pizza này. Chúc cậu may mắn. Ngon quá đi mất. Tớ có tiền rồi nè. Giờ thì tớ có thể nhận pizza rồi. Cảm ơn nha. Nè, đâu mất tiêu rồi? Pizza của mình. Mình sẽ nấu trứng. Ủa, trứng đâu rồi ta? Kỳ quá vậy. Mình sẽ thử quả này. Mình nghĩ quả này ổn nè. Không, lại nữa rồi. Chúng là trứng ma đó. Mình muốn ăn trứng. Wow, quả này có tới 3 lòng đỏ luôn nè. Mình may mắn thật. Tuyệt quá, là trứng. Wow, mình có cả một con gà luôn. Cả một bữa ăn bên trong một quả trứng. Bữa tiệc tối nay. Các bạn à, bọn mình phải chuẩn bị thôi. Mình nên mặc gì ta? Cái này hay cái này? Ồ, hai nàng. Tớ nên mặc gì đây? Cầm lấy. Thử cái này nha. Không, cái này nè. Màu nào cũng hợp với cậu cả. Tuyệt vời, mình yêu nó. Ồ, Neil, mình không thèm đi đâu hết trơn á. Buồn quá vậy. Màu này hợp với cậu ấy mà. Gì cơ? Nghiêm túc chứ. Cậu ấy đã nói vậy hả? Ồ, mình có đủ sữa rồi. Cảm ơn nha. Giờ thì ăn sáng thôi. Ngủ tốt chỉ còn nhiêu đây thôi á hả? Vậy mình sẽ thêm sữa vậy. Sữa cũng hết trơn luôn. Buổi sáng tốt lành Neil. Tớ thích ngủ cốc lắm. Cậu xong chưa? Cho tớ mượn tô nha. Đây là sữa nè. Gì cơ? Sao có thể? Cảm ơn cậu nha. Còn sữa không nhỉ? Này, dừng lại ngay đi. Buổi sáng tốt lành, Ashley. Chào buổi sáng, Neil. Chào buổi sáng cả thế giới. Điều đầu tiên mình làm là dọn dẹp giường ngủ. Mềm mại và tuyệt vời làm sao. Cái chăn này tính giết tớ đây nè. Nữa hả?
bọn tớ sẽ giúp cậu Neil. Xuống đi. Rồi xem các cô nàng ra tay nè. Cái gì? Ta-da! Chiếc giường đã được sắp xếp hoàn hảo. Neil đang rủ mình đi chơi nè. Chào, tớ sắp tới rồi đây. Chào Claire, có muốn chạy một vòng không nè? Tất nhiên rồi. Archie nhắn tin cho mình. Yeah. Chào Mary. Cậu trông khác với trên ảnh đó. Nhìn xem tớ dẫn theo ai nè. Là chú ngựa nhỏ. Ờ, tuyệt đó. Tớ sẽ cưỡi thử. Không được, nó đâu phải ngựa lớn đâu. Cậu phải nhẹ nhàng với mấy chú ngựa con chứ. Điện thoại của mình. Ô không, chắc nó bể mất thôi. Không một vết xước luôn. Cái gì? Mình còn chưa chạm vào nữa cơ mà. Bắt được rồi, lần nữa nè. Ui da. Dừng lại đi. Bọn mình có nên tìm lời tiên tri trong bánh quy không? Tớ sẽ đi lấy soda nha. Không thể. Không có lời tiên tri nào cả. Claire đến rồi. Cậu mở trước đi. Chẳng có gì. Không sao cả. Ngon tuyệt. Ồ, đây là gì? Lời tiên tri trong lon Fanta. Nhìn nè, tình yêu đang đến với bạn. Không thể nào. Cậu nên ăn nhiều trái cây vào đi. Gì đây nhỉ? Một lời tiên tri khác. Bạn thật may mắn. Là của tớ chứ. Cậu đã có một cái rồi mà. Ok, không sao cả. Tin nhắn. Lại là một lời tiên tri nữa nè. Điều này bao giờ mới dừng lại đây? À! Cặp song sinh ra ngoài chạy bộ. Không nhìn thấy nắp cống. Tờ 20.000 nè. Là giả. Nhanh lên nào. Nói như cậu thì dễ quá rồi. Chúc mừng người chiến thắng cuộc thi marathon. Marathon. Đây là giải thưởng về nhất. Không, mình lại muộn nữa rồi. Cái gì đang diễn ra đây? Claire lại thắng nữa. Như mọi khi. Mình đau răng quá. Mary, dậy nào. Răng của mình đau lắm. Tớ biết chúng ta có thể làm gì để loại bỏ chiếc răng sâu đó nè. Nhắn. Răng của tớ. Không. Nó có hiệu quả rồi nè. Cô nàng đang ngủ. Thật buồn cười. Mình sẽ chụp lại, sau đó bọn mình sẽ cùng chọc ghẹo cô nàng. Sao? Không thể tin được. Sao có thể như vậy được chứ? Đặt taxi. 114.000. Tuyệt quá. Wow. Đi thôi nào. Mình trễ rồi. Đặt taxi thôi. Sao? 2 triệu hả? Thôi mình hết cách rồi. Bạn gọi đây là taxi á. Mình sẽ thanh toán bằng thẻ. Đi thôi nào, đường bên kia. Hôm nay chúng ta sẽ học gấp giấy nha. Bìa cứng màu. Giấy cho em đây. Claire, chỉ còn lại số bìa này cho em mà thôi. Dạ, không sao ạ. Cho thầy xem các em gấp được gì nào. Máy bay, đẹp lắm. Chiếc ô tô bìa cứng. Claire, tuyệt lắm đó nha. Mary, rất sáng tạo. Tớ sẵn sàng chạy bộ rồi.
bật nhạc lên và đi thôi nào. Tớ sẽ đi với cậu. Trời ạ, mình mất tai nghe rồi. Cái này thì lại bị rối, mà còn không nghe thấy gì nữa. Mary, nhanh lên nào. Tới đây. Ồ, dây thì quá ngắn, nhưng mà nhạc thì hay ghê.